Vâng, chào các bác. Hôm nay em Khương lại mang tới cho các bác nhà mình một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao nhập Nhật nguyên chiếc các bác nhé. Nhập Nhật nguyên chiếc luôn. Có nghĩa là con này sản xuất ở Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên con về Việt Nam nhà mình luôn các bác nhé. Vâng. Mazda CX-9. Lúc mới lăn bánh con này 2 tỷ mấy chục triệu đồng. Nếu mà các bác mà dán phin rồi là các kiểu con đà điểu nữa thì nó cũng phải tầm xít xoát 2 tỷ mốt các bác nhé. Nhưng bây giờ chiếc xe tình trạng còn mới nguyên luôn, còn mới nguyên luôn các bác nhé, còn mới nguyên, còn đẹp long lanh luôn. Nhưng mà chiếc xe này các bác chỉ phải bỏ ra số tiền bằng 1/4 so với lúc ban đầu thôi ạ. Vâng, em Khương xin nhắc lại, các bác chỉ phải bỏ ra 1/4 so với lúc ban đầu thôi, nhưng các bác được hưởng cái giá trị gần như là vẹn nguyên luôn. Vâng, cái con này thì phân khúc nó sánh ngang với lại những chiếc xe mà Toyota Highlander đấy các bác. Đó, sánh ngang với những chiếc xe Toyota Highlander cùng phân khúc mà các bác ạ, cùng phân khúc. Đó, form dáng này các bác nhìn này, không khác gì những mẫu xe sang luôn. Tất cả mọi cái từ những cái đường nét thiết kế, các bác có thể nhìn đây, xe của nó cảm giác cái nó rất là chắc chắn các bác nhé. Nó như một, nó rất là liền khối và nó rất là chắc chắn. Các bác nhìn nó không có cái độ chồng chành như là những cái chiếc xe mà bây giờ đâu ạ. Nhập Nhật mà các bác, mà tiêu chuẩn của Nhật thì các bác nhà mình biết rồi đúng không ạ. Tất cả những cái chiếc, những cái điều hòa cũ rồi là những cái mà quạt cũ rồi những cái đồ Nhật cũ thì các bác nhà mình biết rồi đấy. Nếu mà đã nhập Nhật nguyên chiếc thì nó là dùng thì các bác dùng là cực bền luôn. Và tiêu chuẩn của nó này cũng là dã man luôn. Đấy. Toyota với Mazda mà cứ nhập ở Nhật thôi là nó là chất lượng nó đã là hết bài rồi. Đấy. Con CX-9 này thì nó là 7 chỗ các bác nhé. Nó là 7 chỗ gầm cao. Đi cực kỳ đầm, cực kỳ chắc luôn. Máy V6 các bác nhé. Máy V6. À, các bác nhìn thân vỏ này. Con này của em sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014. Chìa khóa zin một đôi, một chủ từ đầu. Xe nhà bác này là bác cũng là chủ doanh nghiệp. Tất cả đều có lái xe riêng các bác nhé, đều có lái xe riêng nên là những chiếc xe mà em thấy là nhà bác nào mà có lái xe riêng ấy, bao giờ là cái thân vỏ nó cũng rất là căng, rất là căng luôn, tại vì là nó ít bị va chạm xước sát và nó ít bị móp méo các bác, ít bị lặng ấy. Thì là không bị giật bả thì xe nó rất là căng và đẹp. Còn con này thì thật sự các bác luôn, bác nào mua thì nó là quá ngon luôn rồi. CX5 mà nhập Nhật thôi là các bác đi cũng rất là sướng rồi. Nhưng mà CX9 thì các bác đi sướng hơn rất là nhiều, tại vì nó dài, nó rộng như cái thuyền luôn. Và máy lổ rất là êm luôn, chứ không như là máy CX5 đâu. Lúc mới con này nó đắt gấp đôi CX5 mà các bác. Nó đắt gấp đôi CX5 bản full luôn. Con này nó 2 tỷ 1 lăn bánh các bác nhé. 2 tỷ 1 lăn bánh, CX5 chỉ có tầm 1 tỷ 1, tỷ 2 thôi. Cùng lắm bản full kịch là 1 tỷ 2 đấy. Nhưng mà con này là nó là 2 tỷ 1 lăn bánh. Tại vì thời điểm đó là nhà em là có cậu em, là cậu mua lên này em biết. Con này lăn bánh. Và cái bản CX9 này nó rất là hiếm các bác nhé. Nhập về nó rất là hiếm, ít luôn. Rất là ít xe để nhập về luôn. Đây các bác nhé, ghế này. Nhớ các vị trí ghế này, rồi là bơm ghế là các kiểu luôn này. Đây, các bác nhà mình cứ nhìn cái ghế lái này. Nó không khác gì ghế lái mới, nó không khác gì một chiếc xe mới. Đấy các bác nhé, không có bị nhăn này. Đây các bác nhìn này, ghế rất là căng nhé, không có xẹp, không có lún gì đâu. Căng đét luôn. Ghế lái này các bác này, bên trong là da lộn các bác nhé. Xe nó được thiết kế theo những cái mà ngôn ngữ thiết kế của những cái chiếc xe sang. Đấy, cho nên là những cái thời điểm đó là đều có da và thiết kế kèm theo da lộn hết các bác ạ. Này, ghế như mới luôn. Thành ghế này, các bác nhìn này. Ghế này là ghế da cao cấp Lapa. Đấy, còn bên trong là ghế da lộn. Đấy. Con này thì để mà chất lượng của nó thì nó cũng không kém gì những cái mẫu xe xe cao cấp đâu ạ. Nó là nhập Nhật thì nó thiên về thực dụng các bác. Nhật thì thiên về thực dụng chứ không thiên về thiết kế theo kiểu bay bổng, thiết kế nhiều option.
mà luôn thiết kế theo những cái gì tiện ích nhất, những cái gì thiết thực nhất, thì đó là của Nhật các bác ạ. Nó đi vào chất lượng hơn đi vào hoa mỹ. Như các cụ bảo là tốt gỗ là hơn tốt nước sơn là vậy ạ. Em thấy là đây các bác này, cái lỉ của nó rất là mới luôn, từ những cái lỉ rất mới. Nhà bác nào đông người thì mua con 7 chỗ là hết bài rồi. Nói chung xe Nhật thì nó là rất là bền bỉ rồi các bác, không phải bàn cãi rồi. Đây các bác này, tất cả các nút các phím này không bị mờ, bị yếc gì một tí nào luôn. Và từ những cái phần da này cũng vậy, vẫn còn mới nguyên các bác nhé, vẫn còn mới nguyên. Loa bầu, loa bầu là cái âm thanh mà đỉnh cao nhất rồi. Ốp phần gỗ rất là đẹp luôn. Sướng nhất là cái nội thất này các bác này. Cái nội thất mà cái ghế lái mà nó đẹp như này, thực sự các bác đi mua xe này các bác nhà mình yên tâm tuyệt đối luôn. Tại vì là cái nội thất là cái mà không thể nào giấu được của một chiếc xe đẹp xe xấu, từ cái vô lăng các bác nhé. Cái ghế lái nó đẹp thì bao giờ cái vô lăng nó cũng sẽ đẹp theo các bác nhé. Này, vô lăng của em đây. Vô lăng chưa có bị rách, bị yếc là phải bọc lại đâu các bác, là nó còn nguyên. Tất cả các nút là điều khiển trên vô lăng hết rồi. Đấy, có cả cờ đôi can trôn, ga tự động nhé các bác nhé. Tất cả là auto hết, gương kính tất cả mọi cái là auto. Đó. Màn hình đè lỗ, đè lỗ là nút vặn rồi, nút vặn đè lỗ thông minh rồi các bác nhé. Con này thì đã có cả sấy ghế, sưởi ghế này các bác này, sấy ghế, sưởi ghế các kiểu. Đó. Màn hình có cam, có cam lùi, cam miết hết rồi. Học đè đồ rất là to, mang đặc trưng của cái dòng xe của cho các sếp đây. Yên ngựa rất là to. Cổ số cũng vậy, nét căng luôn, mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn. Tất cả mọi cái táp ly từ trần niếc đây các bác này, từ cột A. Mới nguyên luôn. Trắng bóp bộp luôn. Cột A đây các bác nhé. Này các bác nhìn này. Cột A trắng bóp bộp luôn. Các khe kẽ led căng luôn. Các bác nhìn cái ghế lái nó đẹp này mà. Thực sự mua con xe này em Khương nhìn qua một vòng thân vỏ, xong em ngó vào cái nội thất, ngó vào cái nội thất và xong em ngó cái khoang máy nữa thôi là em vào em chốt con xe rồi. Đấy. Tại vì cái xe nó không có gì để phải bàn cãi cả. Cái xe của các bác ấy sử dụng cả chục năm rồi, nhưng mà cái ghế lái nó còn nguyên như mới thì thực sự là đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Đáng đồng tiền bát gạo. Và em cho các bác xem luôn cái khoang máy này. Xem luôn cái khoang máy, không tí nó trời nó tối mất rồi. Tại hôm nay em hơi nhiều việc nên em quay. Em thì thường thường em rất là nhiều việc nên nhiều khi em hay quay tranh thủ lúc buổi chiều, buổi tối thì em mới quay cho các bác. Đó, đây em cho các bác xem đây. Một sản phẩm chất lượng nó là như thế nào các bác nhé. Con này thì xe mà máy thì như mới rồi các bác nhé. Máy thì em khẳng định luôn với các bác. Máy con này như mới luôn. Đây, em cho các bác xem này. Này. Cho các bác nhà mình xem này. Tem mác này. Còn nguyên này các bác này. Đấy, da máy của em trắng bốp luôn này. Này các bác này, da máy này. Trắng phau luôn. Và đây các bác nhìn cái chi tiết cơ khí của nó này. Sáng choang luôn các bác nhé. Và vẫn nguyên tem, nguyên mác nhé. Này, các bác nhìn cứ nhìn con ốc này, zin này. Đấy, thì các bác nhà mình yên tâm luôn. Ốc zin này, thân máy, thân niếc này. Sáng choang này, không có một tí dầu và tí mỡ nào các bác nhé. Từng con ốc này. Đó, cái máy như này thì chả khác gì máy mới đâu ạ. Các bác nhá, không khác gì máy mới luôn. Cái máy như này, từng con ốc sáng choang luôn. Từng các chi tiết của nó, từ những cái bình nước phụ, tất cả mọi cái bên trong này các bác nhìn này. Bác nào tinh ý các bác có thể nhìn bên trong cái phần dầu của nó, rất là cái máy của nó rất là tươi và sáng luôn. Đấy. Cổ bô cổ yếc này các bác nhìn sâu bên dưới kìa. Đấy, cái xe nó đẹp thì cái da máy nó rất là tươi và đẹp và nó sáng tất cả mọi cái. Nói chung con này thì bác nào mua được con này thì cực kỳ yên tâm và yên tâm tuyệt đối luôn các bác nhá. Con này thì bảo hành 2 năm cho các bác nhà mình luôn, không phải là 1 năm nữa. Cho nó máu các bác này, chi tiết cơ khí này như mới luôn các bác nhé.
Nói chung là xe cũ đấy, các bác nhìn cái máy như này thì các bác quá yên tâm rồi. Các bác bảo cái máy nó đẹp như thế này thì là quá là yên tâm luôn rồi. Tất cả từng các chi tiết, tiểu tiết của nó, từ những cái phần nhựa, chi tiết cơ khí, rất là sáng và đẹp luôn. Có cả hướng dẫn cho các bác nhà mình đổ dầu này, 5W20. Máy con này thì cực mới rồi. Đèn đóm cũng vậy, rất mới luôn. Đèn đóm như mới luôn. Đèn đóm xe của em Khương đây, các bác nhìn đây. Chục năm rồi, nhưng mà pha của nó vẫn như mới. Các bác nhìn này, bằng chứng này, không có lứt, không có ố này, như mới luôn. Từng các con ốc các bác nhé, chưa có tháo, chưa có vặn này. Vặn này. Xe rất là đẹp luôn. Sử dụng động cơ cao cấp nhé, của Mazda nhé các bác nhé. V6 này, động cơ cao cấp nhé các bác nhé, chứ không phải như CX-5 đâu các bác ạ. CX-5 thì nó rẻ hơn một lửa tiền mà, chất lượng nó phải khác các bác nhé. Không thể nào so sánh với CX-9 được các bác ạ. Mà đặc biệt là những chiếc xe mà nhập Nhật thì nó hiếm lắm các bác ạ. Nhập nguyên chiếc Nhật về mà các bác. Nhập nguyên chiếc ở Nhật về các bác nhé, chứ không phải lắp ráp Việt Nam đâu, mà nó là nhập nguyên thùng nguyên chiếc xe của Nhật về. Xin thưa các bác là con này nó không có gì ngoài là cái chất cả. Đó, các bác cứ nhìn em Khương quay đấy. Thân cái thiết kế con CX-9 này nó cũng rất là đẹp các bác. Nó đúng với kiểu trông nó lửng lững lững ấy, trông nó như cái thuyền luôn. Đúng kiểu như là xe của cảm giác như là nó người đi con xe này mà lúc đỗ xuống ấy, cảm giác nó kiểu như nó có một cái gì đấy mà nó rất là khó tả các bác ạ. Nhìn nó sang này, nhìn nó đúng như kiểu là giống như kiểu các chủ tịch ấy, các lãnh đạo ấy. Nhìn cái xe nó trông nó hầm hố mà các bác. Nó hầm hố, trông nó đường nét nó chất. Tất cả là toàn mạ chrome ấy mà. Trông màu đen nữa, xe rất là đẹp, nhìn nó khỏe. Highlander chạy chưa chắc đã sướng một con này đâu các bác nhé. Highlander chạy chưa chắc đã sướng một con này đâu. Nhưng mà công nghệ thì cũng là ăn đứt Highlander đấy ạ. Có cửa lóc này. Tại vì mỗi bác lại thích một cái dòng quan điểm, lại thích một cái riêng. Mỗi người thích một kiểu. Nhưng mà về chung thì là những chiếc xe mà Nhật thì em thấy là rất là phù hợp với lại cái môi trường châu Á, Việt Nam như là mình các bác. Nó rất là phù hợp, thời tiết khí hậu rồi là con người cũng vậy. Nó phù hợp với lại nhiều đối tượng. Còn đâu xe châu Âu thì lại là một dòng xe cao cấp rồi ạ. Còn những người lại thích kiểu như là bền bỉ, ít hỏng vặt thì các bác ấy tâm lý thôi, thật ra là tâm lý thì các bác ấy nghĩ là vậy thôi, chứ còn bây giờ thì xe Đức hay xe Hàn hay xe Nhật thì nó cũng rất là đơn giản rồi các bác ạ. Không có gì là khó cả. Nhưng mà về cái chung thì những chiếc xe Hàn với xe Nhật thì những cái chiếc xe nhất là Nhật Bản thì lại được các bác là ưa chuộng. Các bác ưa chuộng. Đây các bác nhé. Ghế này của em mới nguyên luôn, càng đét luôn các bác nhé. Nó giá trị nó nằm ở những cái này các bác. Xe cũ nó giá trị nó nằm ở những cái này. Nó nằm ở cái đẹp, về cái độ đẹp, độ zin. Nhìn cái yên ngựa của dòng xe này đã thấy nó trông của nó chắc chắn rồi đúng không ạ. Xe cũ quan trọng nhất là phải đẹp các bác ạ. Quan trọng cái cốt lõi của nó là phải đẹp. Này của em thì các chi tiết của nó thì nó là led căng rồi các bác. Bác nào tinh ý chắc chỉ cần nhìn cái nội thất cái ghế lái của xe của em thôi, và nhìn cái phần máy xe của em thôi, thì các bác ấy đoán được ra ngay là cái xe này nó đi như thế nào ngay. Đây những cái bẩn đây các bác nhé, những cái bẩn đây. Xe rất là chất luôn. Có cả mà hai cái màn hình phía sau này các bác này,
hai màn hình này là được chủ nhân lắp thêm các bác nhé, chứ còn nguyên bản thì không có, đây là lắp thêm. Đấy. Điều hòa 3 vùng độc lập. Đấy. Sướng nhất là cái nội thất con này, thực sự rất là đẹp, chưa có gọi là cái dấu hiệu của theo thời gian gì cả các bác, chưa có một tí nào luôn, cái dấu hiệu của theo thời gian luôn. Cái ghế nó nhìn nó vẫn còn như là mới thế này. Xe cũ mà bác nào mua của bác chủ mà giữ gìn cẩn thận như thế này thì thực sự là các bác dùng sau là các bác vớ bỏ luôn, chứ không phải là không, vớ bỏ luôn đấy. Tại vì các bác bảo là các bác đi như thế này thì khác gì là cho không các bác cái xe đâu đấy. Lúc mới bỏ ra hơn 2 tỷ đồng, 2 tỷ mốt bạc mua cái con xe này, bây giờ giá trị chỉ bằng 1/4 thôi. Các bác nhà mình đã sở hữu rồi thì nó là chả còn gì bằng nữa rồi ạ. Không còn gì bằng nữa rồi. Xe nó rất là đẹp, từ những cái nhỏ nhất luôn. Đẹp từ những cái nhỏ. Con này nó xe 7 chỗ. Khi mà các bác nếu mà gặp hai hàng ghế trên lại, các bác có thể làm được, làm ngủ được cho những chuyến đi xa luôn, rất là tiện. Đấy, xe 7 chỗ nó tiện những cái đó. Còn đâu là khi mà đông người các bác lại gặp lên, các bác thích thì các bác ngồi, còn đâu các bác thích ngủ thì các bác lại gặp xuống các bác ngủ. Nó sẽ như một cái giường và hai người có thể làm được luôn. Em đi xa là xe 7 chỗ là em vẫn tận dụng là vậy đấy. Đấy. Dài rộng. Quan trọng là nó mới các bác, quan trọng xe rất là mới luôn, rất mới, da táp ly rồi là những cái phần tay cửa lắm rồi là những cái phần tay này đều xuất sắc luôn. Sướng nhất là cái ghế nội thất như mới luôn. Em phải xin nhắc lại, nội thất như mới. Và xin thưa các bác là đây là tất cả da của em là da zin nguyên bản các bác nhé. Tất cả là da zin nguyên bản. Chứ còn bọc lại mà nó đẹp thì không nói làm gì. Và bọc lại thì nhìn là biết ngay các bác ạ. Tại vì cái da này nó là da đặc trưng của hãng, không ai bọc được. Kể cả những chiếc xe sang cũng vậy, bọc lại nhưng mà không ai bọc được. Không ai có cái ghế zin như vậy mà bọc các bác ạ. Nó là đặc trưng rồi. Cửa đóng chắc lịch luôn. Đó các bác nhé, nói chung là con này nó là hàng rất là chất rồi, nó là hàng nhập Nhật rất là hiếm, CX9 thì nó rất là hiếm trên thị trường các bác ạ, tại nó nhập Nhật nguyên chiếc về, rất là hiếm trên thị trường. 7 chỗ, form dáng thì đấy các bác nhìn là biết, nó chất lừ luôn, nó nhìn nó lừng lững. Đi cái dòng này nó, tại nó dài mà các bác, nó nhìn nó như cái thuyền, cho nên là các bác đi cái hệ thống treo của nó rất là tốt, nó đa điểm và nó rất là êm, chứ nó không có cái độ chồng chành như là CX5 đâu ạ. Con CX9 này các bác đi không, nó rất là chắc các bác nhé, nó đầm, nó chắc, nó không có độ chồng chành. Nên là các bác đi nó sẽ không bị say. Đấy. Bởi vì sao mà các bác đi xe Đức nó chắc chắn thì nó là do hệ thống khung gầm thôi. Đấy. Nên là nó đắt. Đấy. Thì con CX9 này nó cũng là làm theo cái những cái mà cao cấp là vậy đấy. Vâng, thì bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Mazda CX9 này thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 11 9999 để được biết thêm thông tin chi tiết nha các bác nhé. Vâng, và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán với mức giá là 520 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 520 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em Khương. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.